Năm 2022, lĩnh vực sản xuất ương ép cá giống các loại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng rất cao về diện tích và sản lượng so với cùng kỳ năm 2021. Do đại dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động chế biến xuất khẩu cá phi lê phục hồi dẫn đến nguồn cá giống không đủ phục vụ nhu cầu nuôi cá nguyên liệu thương phẩm. Toàn tỉnh hiện có khoảng 980 ha sản xuất và ương ép cá giống các loại, tập trung chủ yếu ở các huyện phía Tây như Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy, Tổng sản lượng cung cấp cho thị trường trong năm qua đạt khoảng 7 tỷ con bột và 600 triệu con giống các loại, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2021, là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong đó có khoảng 300 hecta sản xuất và ương dưỡng cá tra giống và đã cung cấp cho thị trường khoảng 6 tỷ 050 triệu cá bột và 226 triệu cá giống. Theo đánh giá của Chi cục Thủy sản tỉnh, thì trong năm qua là năm sản xuất thuận lợi nhất của nghề ương ép cá giống, vì không những thời tiết thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát tốt mà thị trường tiêu thụ còn luôn khan hiếm.